Phú Đề Gia ở rễ, chương 5612 đến chương 5618. Bùi Nguyên Minh này đến cùng là chuyện như thế nào ạ? Lại có thể để Tô Nhân Báo trực tiếp nhận sợ như vậy hay sao? Phải biết, Tô Nhân Báo tại bên ngoài vạn lý trường thành, một mẫu ba phần đất này luôn luôn đều là đi ngang. Bất quá, nhớ tới Tô Nhân Báo đem báo đen gọi là hắc thúc, chẳng lẽ cái chỗ dựa của mao đầu tiểu tử trước mắt này thế mà là Tô gia đại lão hay sao? Thế nhưng là Tô gia đại lão thế mà lại vì một ngoại nhân cùng vãn bối của mình qua không được hay sao? Chuyện này sao nhìn thế nào cũng đều có chút không thể tưởng tượng được à. Bùi Minh thì là có chút hứng thú nhìn báo đen một chút, xem ra báo đen này tại Tô gia địa vị cũng không thấp. Bùi tông sư, ngài xem chuyện này tiếp tới hẳn là giải quyết như thế nào? Tôi trực tiếp phế một cái tay của hắn, cho ngài một câu trả lời được chứ? Báo đen sau khi quát mắng Tô Nhân Báo xong, liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nghe nói như thế, Yến Nhi bọn người đều là mặt mày biến sắc, chỉ có Tô Nhân Báo là thần sắc có chút cổ quái. Hắn không phải là một kẻ ngu bò, kinh nghiệm xã hội khá phong phú, cho nên hắn nhìn ra báo đen hẳn là muốn bảo vệ chính mình. Bởi vì báo đen nếu thực muốn phế mình, thì với sự hiểu biết của Tô Nhân Báo đối với báo đen, sau này căn bản là không nói nhảm mà sẽ trực tiếp động thủ. Mà sở dĩ giả bộ như thế, bởi là vì Bùi Nguyên Minh trước mắt này đã nắm được cái gì đó về Tô gia, cho nên mới dám phách lối như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tô Nhân Báo cũng vạn phần phối hợp. Bùi tông sư, nếu như một cái tay này không đủ, vậy liền hai cái tay. Đêm nay, câu trả lời này nhất định sẽ cho ngài. Ai bảo ta có mắt mà không thấy Thái Sơn lũ lụt sông miếu Long Vương chứ? Nhìn thấy hai người này lấy tiến làm lùi, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc. Nếu quả thực chính mình chỉ là một học sinh bình thường, thực sự đã bị chiêu lấy tiến làm lùi này của Tô Nhân Báo cùng báo đen khiến cho trong lòng phải cảm động, nói không chừng tiếp tới liền phải thay Tô gia bán mạng. Nhưng là tại trước mặt Bùi Nguyên Minh với thủ đoạn như vậy, khó tránh khỏi có chút giỡn mặt. Giờ phút này Bùi Nguyên Minh không để ý tới báo đen cùng Tô Nhân Báo, mà là nhẹ như mây gió cầm lấy súng lục trên bàn trà, lại lấy thêm 3 viên đạn nhét thêm vào. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh tay phải vuốt mặt ổ đạn, crack một tiếng, kéo ra khóa an toàn. Nhìn thấy màn này, Tô Nhân Báo mi mắt nhảy lên. Báo đen cũng ý thức được cái gì đó. Câu trả lời không phải như thế. Đã người Tô Nhân Báo muốn cùng ta chơi trò roulette của Nga, chúng ta liền chơi tới cùng đi. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta mỗi người một lần. Sinh tử liền nghe theo thiên mệnh. Người chết đi, đó là người bị trừng phạt đúng tội. Người không chết, như vậy chính là ta phải chết. Thấy như thế nào? Viên thứ nhất là ngươi bắn trước hay là ta bắn trước đây? Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đem khẩu súng lục đặt ở trên bàn trà làm một cái dấu tay mời. Cái động tác đơn giản này làm cho phía sau lưng Tô Nhân Báo mồ hôi lạnh một tiếng tuôn ra đầm đìa. Ngay cả báo đen cũng là nháy mắt cảm thấy rít vào một hơi không khí lạnh. Hùng ác, tàn nhẫn, thực sự quá ác mà. Người khác chơi trò roulette của Nga nhiều nhất chỉ là để một viên trong đó. Bùi Nguyên Minh ngược lại là quá nhẫn tâm, trực tiếp nhét vào 5 viên. Cái này chơi chính là trò roulette hay sao? Không, cái này chơi chính là tính mạng à. Mà Yến Nhi đám người càng là bị dọa đến nhũn hết chân. Hôm nay Tô Nhân Báo thật là phán quan âm phủ gặp được Diêm La Vương. Ngươi lợi hại, người ta so với ngươi còn ác hơn. Tô Nhân Báo mi mắt không ngừng nhảy lên, mấy lần muốn vươn tay ra, nhưng là cuối cùng dũng khí đều la lên không nổi. Bởi vì hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt này thật là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục ba. Thế nào, sợ rồi sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng. Bằng không, ta làm viên đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, không cho Tô Nhân Báo có cơ hội phản ứng, Bùi Nguyên Minh đã cầm lấy khẩu súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình, trực tiếp bóp cò. Một tiếng đanh lạnh, ổ quay khẩu súng lục
đáng lẽ phải bắn ra phát đạn mới đúng. Không có đạn là sao chứ? Thế mà không có viên đạn nào. 1/6 cơ hội của mạng sống cũng bị Bùi Nguyên Minh cướp mất ra. Không cho những người khác kịp có cơ hội phản ứng, Bùi Nguyên Minh đem khẩu súng lục ném đến trước mặt Tô Nhân Báo, cười cười nói: "Đến phiên ngươi." Tô Nhân Báo toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên hắn biết rõ một kích sau tuyệt đối sẽ có một mũi khoan sọ. Tay phải của hắn chậm rãi cầm lấy khẩu súng lục trên mặt bàn, nhưng lại không ngừng run rẩy. Vô luận như thế nào cũng không dám đưa nòng súng lên trên huyệt thái dương của mình. Thế nào, không dám chơi sao? Bùi Nguyên Minh cười cười đi lên phía trước, đưa tay phải ra vỗ vỗ mặt Tô Dinh Báo, vừa chỉ trán của mình: "Bản thân ngươi cũng không dám. Ngươi có muốn thử nhìn một chút hay không? Có thể một kích bắn ta hay không?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, nhìn xem ánh mắt lạnh như băng của Bùi Nguyên Minh, Tô Nhân Báo vốn dĩ đã có ý nghĩa này, nhưng không biết tại sao lại cả người đều run rẩy, rùng mình. Sau một khắc, hắn trực tiếp bột một tiếng, quỳ trên mặt đất, khàn giọng nói: "Bùi Tông Sư, hôm nay ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi. Hết thảy đều là tôi không đúng. Van cầu ngài cứ coi tôi như là một cái rắm thả đi." Hiển nhiên, những lời này trước kia đều là người khác nói với Tô Nhân Báo, cho nên Tô Nhân Báo giờ phút này, thời điểm nói ra, mới có thể lưu loát, trôi chảy như thế. Báo Đen nhìn xem một màn này, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng, nếu như vừa mới rồi, Tô Nhân Báo thật không biết chết sống, liều mạng dùng súng bắn Bùi Nguyên Minh, người chết tuyệt đối sẽ là Tô Nhân Báo. Đồng thời, Báo Đen đối với Bùi Nguyên Minh cũng là nhận biết ra nhiều thứ. Người thanh niên trước mắt này nhìn thì như thờ ơ với mọi thứ, dường như đối với hết thảy không có gì đáng kể, nhìn 10 phần tự cao. Nhưng trên thực tế, anh ta không hề giả vờ chút nào. Anh ta là thực sự cao không thể với, cao cao tại thượng. Tô Nhân Báo hành động như vậy, những cái tiểu tâm tư kia của mình ở trước mặt anh ta như là trò xiếc trẻ con. Báo Đen thậm chí có một cảm giác, đó chính là Bùi Nguyên Minh sở dĩ không có trực tiếp phế đi Tô Nhân Báo, còn lãng phí chừng ấy thời gian, đơn giản cũng là bởi vì anh không muốn sự việc ảnh hưởng đến Gia Luật Thương và những người khác mà thôi. Bằng không mà nói, 10 cái Tô Nhân Báo cũng đã chết rồi. Vừa nghĩ đến đây, Báo Đen nhịn không được một trận chột dạ, giờ phút này khàn giọng nói: "Bùi Tông Sư, cũng mong hạ thủ lưu tình." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Đầu năm nay, một khi hỗn láo ở bên ngoài, sai liền phải nhận, chống cự, bị đánh phải đứng nghiêm. Xem ở thái độ tốt của hắn, ta liền cho ngươi Báo Đen một bộ mặt. Đa tạ, đa tạ." Báo Đen cúi đầu khom lưng: "Đa tạ, đa tạ." Tà Nhân Báo giờ phút này cũng toàn thân toát mồ hôi lạnh, không ngừng cảm ơn. Bùi Nguyên Minh quay người muốn rời khỏi, chỉ bất quá thời điểm đi đến cửa căn phòng, anh dường như nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn Tô Nhân Báo một chút, thản nhiên nói: "Những người khác ta mặc kệ, Gia Luật Thương cùng ta có thông gia từ bé, Tiết Oánh là bằng hữu của ta. Người dám động tới các nàng, ta giết cả nhà ngươi." Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh không đợi Tô Nhân Báo đáp lại, trực tiếp quay người rời đi. Sau lưng, Tô Nhân Báo tuôn đầy mồ hôi, hắn vô thức cảm thấy Bùi Nguyên Minh nói những lời này không phải chỉ là lời nói suông, mà là thực sự có thể làm được. Mình dám động tới 2 thiếu nữ kia, đối phương liền dám giết cả nhà hắn à. Đợi đến khi Báo Đen tất cung tất kính đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh rời đi về sau, Tô Nhân Báo mới thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Nhưng là cả người tại lúc này đều là toàn thân đổ mồ hôi, kém chút ngã quỵ. Lúc này Yến Nhi một bên vốn dĩ một mực không dám mở miệng, mới thấp giọng nói: "Tô Tam Thiếu, tại sao?" Tô Nhân Báo cười khổ một tiếng rồi nói: "Yến Nhi, người không hiểu, nước bên ngoài và Lý Trường Thành chúng ta rất sâu à. Ngươi nhìn ta cả ngày ngang ngược, càn rỡ, nhưng là ngươi cảm thấy ta tại Tô gia tính là nhân vật trọng yếu hay sao?" Yến Nhi xu nịnh nói: "Tại sao không chứ? Không, không tính được." Tô Nhân Báo thở dài một hơi: "Ta đúng là dòng chính Tô gia, quyền thế cũng ngập trời.
Thế nhưng là tại Tô gia chúng ta, trừ lão gia tử ra, có hai người ta không dám trêu chọc. Một chính là em gái ruột kia của ta, một chính là báo đen này. Cái gì? Hắn chính là báo đen sao? Yến Nhi chợt rút không khí lặng. Vị đã đơn thương độc mã diệt 18 thiết kỵ tại Đại Mạc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành trong truyền thuyết là báo đen kia sao? Báo đen một người một súng diệt 10 tên tội phạm trên đỉnh núi kia sao? Tô Nhân Báo thở dài một hơi nói, chính là báo đen này. Mà một báo đen như vậy lại cam tâm tình nguyện làm bảo vệ cùng lái xe cho tiểu tử kia. Các người cảm thấy tiểu tử kia có thể đơn giản hay sao? Vừa nghe nói như thế, Yến Nhi bọn người cảm thấy một cổ khí lạnh từ bàn chân phóng thẳng tới đỉnh đầu. Yến Nhi khàn giọng nói ra, có phải là tiểu tử kia thân phận rất cao, địa vị rất lớn hay không? Tô Nhân Báo cười khổ nói, ta ngay từ đầu cũng coi là như vậy. Thời điểm ta nhận lầm, còn chuẩn bị đợi đến khi biết rõ ràng thân phận của hắn, về sau sẽ lấy lại danh dự. Nhưng là cái trò roulette của Nga kia. Tô Nhân Báo nhặt lên khẩu súng lục, ta có một cái trực giác. Vừa mới rồi, nếu như ta thực dám bóp cò, người chết nhất định sẽ là ta. Nghe được những lời của Tô Nhân Báo nói, tất cả mọi người đều sững sờ, hai mắt trợn tròn. Tô Nhân Báo ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu tử kia hẳn không phải là thân phận đơn giản là cực kỳ cao như thế. Ngược lại, có thể anh ta có đủ thủ đoạn. Nói ví dụ, tại sao báo đen một đại nhân vật như vậy đều mở miệng tông sư, ngậm miệng tông sư? Điều này kỳ thực đã có thể nói rõ không ít vấn đề. Không được, đây là một vấn đề lớn. Ta phải nhanh về nhà, nhìn xem gia hỏa này đến cùng là chuyện như thế nào. Tô Nhân Báo cũng là người quả quyết. Giờ phút này hắn đứng lên, đi ra khỏi căn phòng. Bên ngoài căn phòng, Bùi Nghi Minh mang theo báo đen đi ra. Trong đại sảnh cung giải trí Giang Nam, bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, Triệu Triết, Gia Luật Thương, Tiết Oánh bọn người còn chưa có rời đi. Nhìn thấy Bùi Nghi Minh đi ra, mỗi một người đều là thần sắc có mấy phần cổ quái. Gia Luật Thương thần sắc có mấy phần chần chờ, muốn nói lại thôi. Ngược lại là Tiết Oánh bước nhanh tới, chần chừ nói, Bùi Nghi Minh, anh không sao chứ? Bùi Nghi Minh cười cười nói, không có việc gì, các người nhanh nhanh về nhà đi. Thực sự không có chuyện gì chứ? Tiết Oánh một mặt khó có thể tin. Bùi Nghi Minh vừa mới muốn nói cái gì, lúc này Chu Hà từ phía sau đi ra. Nàng liếc Bùi Nghi Minh một chút, sau đó lạnh lùng nói, Tiết Oánh, ta đã sớm nói, khẳng định không có việc gì. Ngươi không thấy được, Triệu Triết nhà ta vừa mới lúc đi ra liền đã gọi điện thoại cho Triệu Tam Thạch, Triệu Công Tử hay sao? Triệu Công Tử một cuộc điện thoại, Tô Tam Thiếu khẳng định là phải cho mặt mũi. Mà lại nếu như không phải là vì tiểu tử này giả bộ còn đánh Tô Tam Thiếu hai cái bàn tay, Tô Tam Thiếu đã sớm đem tất cả mọi người chúng ta thả ra rồi. Tiểu tử này quả thực là sao chổi, chính là hắn đem tất cả đều muốn hại chết ta. Nghe được lời nói của Chu Hà, Tiết Oánh đại mi cau lại, muốn phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do. Gia Luật Thương cũng cảm thấy mọi chuyện không được đúng lắm. Nhưng vấn đề là Triệu Triết ra tới về sau, thực sự ở trước mặt mọi người gọi điện thoại. Mặc dù người bên kia điện thoại có chút say khướt, nhưng là cái số đó đúng là của Triệu Tam Thạch. Trên thực tế, giờ phút này Triệu Triết trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù hắn bức bách cùng có chút bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại cho Triệu Tam Thạch, cũng nói mọi chuyện, thế nhưng là đối phương chỉ đơn giản ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Đối với chuyện này, hắn thực không ôm hy vọng. Tuyệt đối Bùi Nghi Minh lần này không chết cũng phải bị phế sạch tay chân. Nhưng là nghĩ không ra, Bùi Nghi Minh giờ phút này thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Triết cũng cảm thấy mặt mũi của mình thực so với trời còn lớn hơn. Triệu Tam Thạch một đại nhân vật như vậy đều giúp mình gọi điện thoại. Giờ phút này Triệu Triết đi lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực, trên dưới dò xét Bùi Nghi Minh vài lần. Nhìn thấy anh thế mà lông tóc không chút tổn hao, liền lập tức có hơi chút thất vọng. Sau đó hắn lạnh lùng nói, họ Bùi, lần này nếu như không có cú điện thoại của ta, ngươi liền không thể đi ra. Ngươi bây giờ có phải là nên cùng ta nói một tiếng cảm ơn,
thuận tiện nói lời xin lỗi với mọi người. Nếu như không phải ngươi tùy ý làm vậy, sự tình thế nào sẽ phát triển đến nước này à? Rõ ràng Triệu Triết đám người toàn bộ đều lựa chọn việc không nhìn Trần Tiểu Gia đi đùa bỡn bạn gái của Tô Nhân Báo, mà là chuẩn bị đem cái nồi úp gọn lên trên thân của Bùi Nghi Minh. Bùi Nghi Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Triết một chút nào mà tự mình đi về phía bãi đậu xe. Báo Đen thần sắc cổ quái, muốn nói gì đó nhưng là cuối cùng đều không nói gì. Bùi Nghi Minh đã không mở miệng, hắn thế nào dám giọng khách ác giọng chủ được à? Ngược lại là Gia Luật Hương nhìn thấy Bùi Nghi Minh không nói một lời nào, nàng giờ phút này cuối cùng cau mày đi lên phía trước, một tay ngăn lại đường đi Bùi Nghi Minh. Bùi Nghi Minh, anh chờ một chút. Bùi Nghi Minh bước chân dừng lại, nhìn Gia Luật Hương, anh nói, có việc gì? Bùi Nghi Minh, anh có thể đừng làm ra vẻ hay không? Có thể đừng làm ra kiểu vò đã mẻ không sợ nứt dạng này hay không? Giờ phút này giọng điệu Gia Luật Hương một vẻ muốn lên lớp cho Bùi Nghi Minh. Tôi biết chuyện đêm nay để lòng tự trọng nam nhân của anh bị đả kích lớn. Tôi biết vì có thể toàn tay toàn chân ra tới, anh khẳng định ở bên trong đã dập đầu nhận lầm cho Tô Tam Thiếu. Thế nhưng là chuyện này thì tính là cái gì à? Nam tử hán đại trượng phu, co được thì giãn được. Anh hẳn là đem chuyện trải qua ngày hôm nay xem như một bài học. Một trong những điều đó sẽ khiến anh nỗ lực hơn. Sau đó hãy từ bỏ niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi mình là một người trung nguyên, nghiêm túc làm người, nghiêm túc làm việc. Anh hiểu ý tôi nói hay không? Bùi Nghi Minh bước chân dừng lại, liếc Gia Luật Hương một cái. Cô đang dạy tôi làm việc hay sao? Không phải là dạy anh cách làm việc, là dạy anh cách làm người. Gia Luật Hương ngôn ngữ khẩn thiết. Anh tại bên ngoài vạn lý trường thành, không có căn cơ, không có bối cảnh, gặp chuyện liền không thể bất đồng, ương ngạnh. Có lúc tùy ý ra tay là rất thoải mái, nhưng là hậu quả kia không phải là anh mà có thể gánh chịu. Đêm nay nếu như không phải có Triệu công tử gọi một cuộc điện thoại, anh dù là ở bên trong đem sàn nhà đập phá, anh cũng ra không được, hiểu không? Cho nên mặc kệ đêm nay thị phi đúng sai, cũng mặc kệ Triệu Triết đối với anh tốt hay xấu, hắn gọi điện thoại cứu anh là sự thật, anh phải đi xin lỗi với hắn, ngỏ ý cảm ơn. Bùi Nghi Minh ánh mắt trở nên ý tứ sâu xa. Cô muốn tôi xin lỗi thằng nhóc kia sao? Gia Luật Hương nghe vậy rất tức giận. Không phải xin lỗi, là nói lời cảm ơn. Làm người phải biết cảm ơn. Điều này cha mẹ của anh chẳng lẽ không có dạy anh hay sao? Có lẽ anh cảm thấy mình không có cái lý do gì để xin lỗi. Anh giải thích cho tôi nghe. Chỉ cần tôi cảm thấy hài lòng, tôi có thể sẽ không bức anh nói lời cảm ơn. Bùi Nghi Minh lạnh lùng thản nhiên nói, ta Bùi Nghi Minh làm việc thời điểm nào cần giải thích đối với người khác à? Chỉ ít ngươi còn không có cái tư cách này. Tiếng nói vừa dứt, Bùi Nghi Minh quay người đi ra bãi đỗ xe. Sau lưng Gia Luật Hương tức giận giậm chân. Toyota bá đạo an tĩnh chạy trên đường. Bùi Nghi Minh ngồi dựa vào ghế kế bên tài xế, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ đến cái gì. Chỉ là ngẫu nhiên cầm lấy lon nước soda uống một ngụm. Trên xe bầu không khí có chút dị dạng, xấu hổ. Lại đi hơn 10 dặm về sau, Báo Đen mới bỗng nhiên mở miệng nói, Bùi Tông Sư, vị vừa mới rồi kia là bạn gái của ngài sao? Bùi Nghi Minh mỉm cười nói, làm sao ngươi biết được? Báo Đen quay đầu nói, tôi mặc dù không từng nói qua yêu đương, nhưng là vẻ mặt và ngữ khí của tiểu nữ sinh vừa mới rồi kia, tôi xem ở trong mắt, đó chính là sự ủy khuất của bạn gái nhỏ à. Bùi Nghi Minh bật cười nói, xem ra ngươi là thực sự chưa từng nói qua chuyện yêu đương. Nói với ngươi như thế này đi, con gái khi tức giận, bất kể tính cách của họ như thế nào, đều khá giống nhau. Báo Đen khẽ gật đầu, một lát sau hắn lại nói, vậy vì sao Bùi Tông Sư ngài không giải thích rõ ràng? Bùi Nghi Minh thản nhiên nói, có cần không? Nghe được lời nói của Bùi Nghi Minh, Báo Đen lại lần nữa sững sờ. Hắn cũng không phải người ngu, rất nhanh liền minh bạch. Đối với Bùi Nghi Minh, loại người này mà nói, điều đáng khinh nhất chính là giải thích. Tại trong mắt Bùi Nghi Minh, hành vi của Triệu Triết, Gia Luật Hương đám người
chỉ là trò trẻ con. Đối với người như thế này, cần giải thích hay sao? Đùa cái gì thế? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh lại lãnh đạm, Bảo Đen cũng liền thông minh, không tiếp tục hỏi nữa. Nửa giờ sau, xe đi vào một khu nhà lớn dưới chân Thiên Thê Sơn. Nơi này lưng dựa vào núi, ở cạnh sông. Mặc dù còn chưa tiến vào khu biệt thự Thiên Thê Sơn, nhưng cũng là thế rồng cuốn hổ chồm, vạn phần bất phàm. Bùi Nguyên Minh tùy ý liếc nhìn mấy phương vị, nơi đó hẳn là có võ giả căn giữ. Hiển nhiên, nơi này là trọng địa của Tô gia. Nhìn thấy ánh mắt Bùi Nguyên Minh, Báo Đen lên tiếng lần nữa. Nơi này là tổ trạch Tô gia chúng ta, là nơi năm xưa Tô gia lập nghiệp. Chẳng qua nơi này hơi xa khu vực trung tâm thành phố, cũng không phải là khu biệt thự của Thiên Thê Sơn, cho nên người của Tô gia đều không thích ở đây. Ngược lại là lão gia tử thích thanh tịnh, thỉnh thoảng sẽ đến bên này tiếp đãi khách nhân của mình. Đêm nay ngài chính là thu xếp tiếp đãi Bùi tông sư ngài ở đây. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không phải là chỉ có mình ta. Báo Đen đang muốn nói tiếp, nhưng là thời điểm xe tiến vào bãi đỗ xe, hắn lại hơi sững sờ. Bởi vì quả thực trong bãi đỗ xe còn có thêm vài chiếc xe sang, điều mà từ trước khi đi ra hắn chưa từng thấy. Thời điểm nhìn thấy xe sang, Báo Đen vô thức nói, tứ tiểu thư đến rồi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, Tô Văn Nhã sao? Báo Đen lắc đầu, không phải, tứ tiểu thư là em họ của Ngũ tiểu thư, con gái của Nhị thiếu gia. Tứ tiểu thư này vẫn luôn luyện võ ở Tiêu Phong Sơn, sao lại đột nhiên trở về chứ? Bùi Nguyên Minh nghe được Tiêu Phong Sơn ba chữ này, bên trong ánh mắt tinh mang chợt lóe lên. Bất quá anh cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì. Rất nhanh, xe dừng hẳn, Báo Đen mang theo Bùi Nguyên Minh đến đại sảnh tổ trạch Tô gia. Từ xa xa liền nghe thấy tiếng huyên thuyên từ thính đường vọng lại. Báo Đen bước vào trước nói lớn, lão gia tử Bùi tông sư đến rồi. Sau đó Bùi Nguyên Minh bước vào, liền thấy được cả chục người đang tập trung trong thính đường có diện tích vài trăm mét vuông. Ngoài Tô Mục ngồi ở ghế thủ tọa và Tô Văn Nhã bên cạnh, còn có một nữ tử mặc võ phục màu trắng, cả người khí chất lộ ra có mấy phần giống như trích tiên nữ. Nàng mặt mày thanh nhã, thần sắc đạm mạc, trên thân mang theo hương vị tạng hương nhàn nhạt, mười phần làm người phải chú ý. Thế nhưng là không biết tại sao, Bùi Nguyên Minh luôn cảm thấy nàng không dễ hòa hợp.